Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái quán súp ở ngay đường Hậu Giang nha. Số địa chỉ là 91 Hậu Giang, phường 5, quận 6. Đây, xin mời các bạn. Đây là quán súp cua, là quán súp cua Vân nha. Đây, menu đây. Có rất là nhiều loại luôn. Súp bình thường, súp ốc, rồi súp cua không, cua gà vậy nè. Đây là menu nha các bạn. Wow, ngon quá. Ở đây chị bán lâu chưa chị? Bán lâu rồi. Bán lâu hả? Thường thường mình mở từ lúc mấy giờ tới mấy giờ? 4 giờ tới 12 giờ. Wow. Nè, có da heo nè, có trứng cút nè, rất là nhiều món luôn. Nè, hôm qua chưa mất thảo nữa nè. Cua nữa. Em thấy súp cua ở đây khác với nhiều chỗ ha. Ở đây mình có đầy đủ luôn. Có nhiều chỗ không có mấy cái này đâu. À, ở đây có một chỗ, ở đây có một món rất là đặc biệt nữa nha, mà chỉ có sò điệp nữa, rất là ngon luôn. Sò điệp Bách Thảo ở đây nè. Đó, các bạn coi menu, có món sò điệp Bách Thảo nữa nè. Đó, ở đây cái món mà người ta thường gọi nhất là món gì chị? Thập cẩm. Thập cẩm hả? Một thập cẩm là bao nhiêu tiền một phần? Thập cẩm là 30. 30 một phần. Ồ. Còn bình thường là cua gà ốc heo 25. À, cua gà ốc heo 25, thập cẩm thì là 30. Đúng rồi. Còn có sò đẹp vô thì 35. Sò đẹp vô thì 35. Ừ. Đó, các bạn có thể coi cái quán. Là có là ở trên Bemin này nọ đầy đủ luôn, lo ship ráp luôn. Nếu mà các bạn mà muốn ăn thì các bạn cũng có thể đặt ở trên những cái ứng dụng này. Ở bên đây ứng dụng bên nào á? À, có nào nữa hả? À, đó. Thôi thôi bây giờ mình bắt đầu mình gọi món mình ăn ha các bạn. Lúc nào mình sẽ quay cho các bạn review một cái tô súp đặc biệt nha. Ok, đây là cái tô súp của mình đây. Đấy, cái này là đúng chất súp cua luôn á. Nó chỉ có là hôm nay là mình ăn ốc với lại cua với lại có da heo nữa. Đây các bạn thấy không? Đây mình sẽ cho cái này là giấm nha. Thường thường mấy các bạn mà đi ăn ở mấy cái quán mà của người Hoa á, thì là cái màu đỏ nó sẽ là giấm, còn cái màu xanh này là nó sẽ là nước tương nha. Đó. Đây là ớt sa tế. Lắm luôn á. Vị rất là vừa ăn nha. Ở đây á nó còn có sò điệp nữa, sò điệp rồi lại với lại có cá viên nữa. Nó khác ở mấy chỗ khác mình đã từng ăn lắm. Súp ở đây khá là khác lạ đó. Má đang quay buổi tối ngoài đường đó, nó bay qua nó quất cái điện thoại cái là thôi luôn á. Cái quán này mình cũng đi ăn vài lần rồi nên hôm nay sẵn review cho mấy bạn luôn. Thế hồi mình sẽ để cái phần địa chỉ ở dưới cái phần description nha, để cho mấy bạn dễ tham khảo. Ốc heo. Cái con đường Hậu Giang này á là
cái con đường mà đồ ăn rất là nhiều luôn á. Ở quận 6 này cái đường Hậu Giang là đường đồ ăn nhiều nhất luôn. Trà sữa, đồ ăn vặt tùm lum hết. Nên các bạn nào mà hay ăn vặt ở đây á thì có thể ghé cái đường Hậu Giang. Giờ mình cũng ăn gần hết shop mà các bạn. Với mình á, theo mình cảm nhận á thì một tô này thì có thể đủ no rồi đó. Đối với mình thì ở đây ăn rất là ngon. Nó lạ hơn mấy cái chỗ khác, nó có nhiều. Mấy cái đồ ăn á nó sẽ lạ hơn mấy cái chỗ khác rất là nhiều luôn. Nên mà bạn nào á mà muốn tới đây ăn thử á thì để ủng hộ của chủ quán nha, của chủ quán cũng dễ thương lắm. Thôi video xin được kết thúc tại đây. Nếu mà bạn nào thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Chào các bạn, hẹn các bạn ở video tiếp theo.